Tổng thống Zelensky kêu gọi Ukraine đoàn kết sau phát ngôn của Tổng tư lệnh. Chiến thuật của Ukraine nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng không Nga. Đức điều tiểu đoàn xe tăng áp sát biên giới Nga. Quân đội Israel tiến vào trung tâm thành phố Gaza. Ngoại trưởng Israel nêu ý tưởng tấn công hạt nhân Gaza. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đón xem phần tin chi tiết. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang ngày một căng thẳng hơn khi không bên nào chịu nhường bên nào. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết sau khi có những bất đồng xung quanh phát biểu của ông và Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny. Trước đó, trong một buổi phát biểu, Tổng tư lệnh Zaluzhny đã nói với The Economist rằng Ukraine đang bế tắc và có thể không đạt được đột phá nào. Truyền thông quốc tế miêu tả nhận định của ông Zaluzhny là kỳ lạ, thể hiện mâu thuẫn nội bộ và có thể đem lại lợi ích cho Nga. Trước phát ngôn này, Tổng thống Zelensky sau đó nói với đài NBC của Mỹ rằng Kiev không hề bế tắc. Sau khi phát ngôn Tổng tư lệnh được đưa ra, trong ngày 7 tháng 11, ông Zelensky đã kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết, củng cố đất nước và không bị kéo vào những cuộc đấu đá nội bộ có thể ảnh hưởng tới cuộc phản công. Cụ thể, ông Zelensky cho biết, hiện tại mọi người nên nghĩ tới việc bảo vệ đất nước. Chúng ta cần đoàn kết, tránh chia rẽ vì các tranh chấp hoặc các ưu tiên khác. Sẽ không có đất nước nào nếu chúng ta không chiến thắng. Chiến thắng là điều mà chúng ta có thể đạt được. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau những phát biểu trái ngược giữa văn phòng Tổng thống và Tổng tư lệnh Zaluzhny xuất hiện vào cuối tuần trước. Hiện tại, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt xung quanh các thành phố miền đông gồm Bakhmut, vùng Donetsk, Avdiivka, vùng Donetsk và Kupiansk, vùng Kharkiv. Tại miền nam, tiêu điểm là thành phố Orikhiv, vùng Zaporizhzia và làng Velika Novosinka, vùng Donetsk. Vũ khí phòng không của Nga mang nhiều kỹ thuật tối tân, mang lại nhiều quan ngại cho quân đội Ukraine. Theo đó, trong khoảng thời gian vừa qua, các chuyên gia đánh giá Ukraine có thể đã thay đổi chiến thuật và sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để phá hủy và đánh lạc hướng phòng không Nga. Theo đó, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng 8 tên lửa hành trình Storm Shadow nhằm vào bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cuộc tập kích bị vô hiệu hóa bởi lực lượng phòng không trực chiến. Toàn bộ tên lửa đều bị bắn hạ. Trước đó, các báo cáo cho rằng Ukraine đã dùng hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp để phá hủy khẩu đội S-400 của Nga. Theo giới quan sát, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào S-400 là để Nga phải rút hệ thống xa khỏi tiền tuyến, đồng thời làm đảo lộn các chiến thuật của Nga trên chiến trường liên quan đến hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến này. Điều này không chỉ làm suy giảm khả năng phòng không của Nga mà còn buộc Moscow phải thay đổi kế hoạch tác chiến. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga từ lâu đã ưu tiên sử dụng hệ thống S-400 như một vũ khí quan trọng trong hoạt động quân sự. Việc một số khẩu đội S-400 bị phá hủy cho thấy Nga đang tập trung sử dụng hệ thống này để chống lại các vũ khí tấn công chính xác của đối phương. Nga có thể cố gắng thay thế các hệ thống bị phá hủy bằng S-400 từ các khu vực khác, nhưng điều này sẽ làm suy yếu hệ thống phòng không của họ ở các nơi khác. Chưa rõ Ukraine đã sử dụng loại vũ khí nào để tấn công S-400, nhưng các kênh Telegram của Nga đưa ra giả thuyết rằng Kiev có thể sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS, đặc biệt là biến thể M39 có tầm bắn 150 km. Một số hình ảnh xuất hiện trên X, trước đây là Twitter, cho thấy một động cơ tách rời của tên lửa M39 được bắn từ bệ phóng ATACMS tại khu định cư Bilorichensk, vùng Luturinsky, tỉnh Lugansk. Điều này chứng tỏ việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS nhắm vào các mục tiêu của Nga. Bên cạnh đó, các chuyên gia Nga cho biết các cuộc tấn công vào đầu tháng 11 của Kiev nhằm vào Crimea dường như tiết lộ chiến thuật mới của không quân Ukraine nhằm áp đảo và đánh lạc hướng hệ thống phòng không Nga. Trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào xưởng đóng tàu Kalibr tại cảng Kerch ở Crimea, làm hư hại một tàu hộ tống lớp Karakurt thuộc biên chế hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga. Tàu hộ tống lớp Karakurt được thiết kế để mang tên lửa hành trình chống hạm Kalibr hoặc Onyx. Diễn đàn phân tích quân sự và tình báo nguồn mở của Nga cho biết, họ đã đoán trước được cuộc tấn công này của Ukraine vào cảng Kerch ở Crimea, sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Crimea trong 2 ngày liên tiếp. Giải thích về chiến thuật đằng sau cuộc tấn công, kênh Riba cho rằng, bộ máy bay ném bom Su-24M của Ukraine đã phóng 8 tên lửa hành trình Storm Shadow về hướng Crimea, 2 máy bay chiến đấu MiG-31BM của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Benbek ở Crimea để đánh chặn những tên lửa trên. Cuộc tấn công cho thấy Ukraine đang thử nghiệm nhiều chiến thuật khác nhau nhằm gây áp lực lên các hệ thống phòng không Nga và đánh lạc hướng chúng từ các phía khác nhau. Mới đây, Bộ Quốc phòng Đức thông báo sẽ triển khai 2 tiểu đoàn xe tăng tham gia nhóm tác chiến của NATO hiện diện tại Litva, áp sát biên giới nước Nga. Theo Bộ Quốc phòng Đức, sau khi 2 tiểu đoàn xe tăng Đức tham gia nhóm tác chiến NATO, lực lượng NATO sẽ thành lập một tiểu đoàn mới đóng quân tại Litva. Đơn vị mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, sẽ có tổng cộng 4.800 quân nhân. Bộ Quốc phòng Đức cho hay, tiểu đoàn xe tăng 203 và tiểu đoàn bộ binh cơ giới 122 sẽ được tái triển khai tới Litva. Đơn vị xe tăng mới thành lập sẽ được đặt tên là Lữ đoàn xe tăng 42. Lực lượng bổ sung sẽ gia nhập đội quân của NATO do Đức lãnh đạo, sau khi tất cả cơ sở hạ tầng cần thiết đã được đưa vào sử dụng. Hiện có khoảng 1.700 binh sĩ từ 6 quốc gia thành viên NATO đóng quân tại quốc gia vùng Baltic này, khoảng một nửa trong số đó là quân nhân Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức mô tả kế hoạch triển khai này là dự án ngọn hải đăng của thời đại mới, nhấn mạnh quân đội Đức sẽ thành lập thêm một số đơn vị mới để bổ sung, thay thế cho 2 tiểu đoàn được điều đến Litva. Phát biểu với truyền thông Đức vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng Đức đang tìm cách thể hiện sự đoàn kết và trách nhiệm đối với NATO. Ông cũng mô tả Nga là mối đe dọa, cho rằng điều này có thể sẽ tiếp tục xảy ra ít nhất trong vài năm tới. Về phần mình, Moscow nhiều lần cảnh báo NATO không nên di chuyển lực lượng đến gần biên giới Nga, tuyên bố sẽ phải đáp trả tương xứng trước việc NATO tăng cường quân sự ở Đông Âu. Xin được chuyển sang các thông tin khác liên quan đến cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas tại dải Gaza ngày một căng thẳng, mặc cho quốc tế đang nỗ lực xoa dịu cuộc xung đột này. Ngày 7 tháng 11 vừa qua, quân đội Israel đã xâm nhập vào thành phố Gaza lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ như một phần của cuộc chiến với Hamas. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Israel phát biểu trên truyền hình hôm 7 tháng 11, vị này cho biết, các lực lượng của chúng tôi đang thắt chặt vòng vây xung quanh thành phố Gaza sau khi đã bao vây nó trong những ngày gần đây. Những lời phát biểu của tướng Gallant lặp lại những bình luận trước đó không lâu của Thiếu tướng Jaron Finkelman, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Israel trong một cuộc họp giao ban gần biên giới với Gaza. Ông Gallant cho biết thêm, các lực lượng đến từ phía Bắc và phía Nam xung quanh thành phố phối hợp với các lực lượng trên không và trên biển. Họ đang di chuyển bằng bộ binh, xe bọc thép và xe tăng, cùng với các kỹ sư quân sự từ mọi hướng. Israel đã tăng cường các hoạt động trên bộ trong những ngày gần đây, cùng với các cuộc oanh tạc trên không, bắt đầu sau cuộc tấn công của Hamas bên trong Israel, khiến 1.400 người thiệt mạng và 240 người khác bị bắt làm con tin. Ngoài ra, người phát ngôn quân đội Israel cho biết, quân đội đang tìm cách phá hủy mạng lưới đường hầm mà Hamas sử dụng ở Gaza. Trước diễn biến căng thẳng, mới đây, Bộ trưởng Di sản Israel đã nêu ý tưởng tấn công hạt nhân tại dải Gaza là một cách để giải quyết khủng hoảng. Với phát ngôn này, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng rằng, phát ngôn này đặt ra rất nhiều câu hỏi, dường như đã thừa nhận rằng nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran yêu cầu quốc tế hành động. Trước đó, vào ngày 5 tháng 11, Bộ trưởng Di sản Israel, ông Amihai Eliyahu nói rằng phương án thả bom hạt nhân xuống dải Gaza là một cách để giải quyết khủng hoảng giữa Israel và lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas. Ngay sau phát ngôn của ông Eliyahu, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã đình chỉ vị Bộ trưởng này tham gia các cuộc họp của chính phủ Israel cho đến khi có thông báo mới. Phát ngôn trên của ông Eliyahu cũng vấp phải chỉ trích mạnh mẽ trong nội bộ Israel và cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, gọi phát ngôn của ông Eliyahu là vô căn cứ và vô trách nhiệm. Lãnh đạo phe đối lập ở Israel cũng kêu gọi chính phủ sa thải vị bộ trưởng này. Ngày 7 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng rằng Phát biểu của một bộ trưởng Israel về ý tưởng tấn công hạt nhân vào dải Gaza đặt ra rất nhiều câu hỏi. Theo đó, bà Zakharova nói rằng vấn đề chính trong câu trả lời của vị bộ trưởng Israel nằm ở chỗ Israel dường như đã thừa nhận rằng nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran cũng lên tiếng kêu gọi quốc tế phản ứng nhanh chóng. Theo hãng tin Reuters, Israel đến nay không công khai thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Song liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính Israel có khoảng 90 đầu đạn hạt nhân. Israel bao vây toàn thành phố của dải Gaza, sẵn sàng cho cuộc xung đột tháng thứ hai, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai Gaza sau khi kết thúc xung đột. Nhiều kịch bản được đưa ra, trong đó có việc Israel sẽ tiếp quản nơi đây sau xung đột kết thúc. Tuy nhiên, điều này đã nhận được sự phản đối từ phía Mỹ. Trước đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng nói rằng việc Israel chiếm đóng Gaza sẽ là một sai lầm. Nhà Trắng đưa ra quan điểm về vấn đề này sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh ở Gaza sau chiến sự. Mới nhất, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói Tổng thống Mỹ Joe Biden không ủng hộ việc Israel chiếm đóng quân sự ở dải Gaza sau khi chiến tranh Israel-Hamas kết thúc. Vị này cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng việc lực lượng Israel tái chiếm Gaza không phải là điều đúng đắn. Theo ông John Kirby, mặc dù Israel và Mỹ là bạn bè song, Mỹ không nhất thiết phải đồng ý mọi vấn đề. Ông cho rằng cần phải có các cuộc trò chuyện lành mạnh về tương lai Gaza sau xung đột và cách thức quản lý sẽ như thế nào. Ông Netanyahu đã kiên quyết bác bỏ khả năng ngừng bắn, nói rằng những lời kêu gọi ngừng giao tranh như vậy là lời kêu gọi Israel đầu hàng Hamas. Ông đã yêu cầu thả tất cả khoảng 240 con tin bị Hamas bắt giữ trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào được xem xét. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu tạm dừng các cuộc tấn công chống lại Hamas trong 3 ngày, nói rằng việc ngừng giao tranh ở Gaza có thể cho phép đàm phán thả thêm con tin. Tiếp theo chương trình là thông tin về cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa Mỹ và Trung Quốc về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo đó, cuộc đàm phán trên được tuyên bố đã diễn ra tại Washington vào ngày 6 tháng 11. Trong đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ là đảm bảo sự cạnh tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và những bất đồng địa chính trị khác không chuyển sang xung đột. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai bên đã tổ chức một cuộc thảo luận thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề liên quan đến kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung. Cuộc gặp mang tính xây dựng này diễn ra sau các cam kết cấp cao gần đây. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết hôm 31 tháng 10, hai nước đang lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11 tới, nhưng các chi tiết quan trọng cần được thảo luận kỹ lưỡng. Trong báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc vào hôm 19 tháng 10 rằng, Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động trong kho vũ khí của mình và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Mỹ có kho dự trữ khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.419 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã được triển khai. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga có khoảng 1.550 vũ khí hạt nhân được triển khai và có kho dự trữ 4.489 đầu đạn hạt nhân. Cuối chương trình là thông tin về tình hình giá dầu thế giới. Theo đó, giá dầu thô Mỹ giảm xuống quanh ngưỡng 77 đô la Mỹ một thùng, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7 do dữ liệu kinh tế toàn cầu suy yếu lấn át cả mối lo ngại về xung đột Israel-Hamas sau khi nhận thông báo từ Trung Quốc. Cụ thể, giá dầu WTI giảm còn 76,67 đô la Mỹ một thùng sáng ngày 8 tháng 11 theo giờ Việt Nam, trong khi giá dầu Brent có lúc còn 81,44 đô la Mỹ một thùng. Cả hai đều chạm mốc thấp nhất kể từ tháng 7. Giá dầu sụt giảm ngay sau khi Trung Quốc công bố báo cáo dữ liệu kinh tế của nước này hôm 7 tháng 11. Nhập khẩu dầu thô của Bắc Kinh tăng cả về khối lượng và giá trị trong tháng 10, nhưng tổng sản lượng xuất khẩu của nước này giảm nhiều hơn dự kiến. Điều này cho thấy nhu cầu toàn cầu đang chậm lại. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới báo cáo hoạt động xuất khẩu tính bằng đồng đô la Mỹ giảm 6,4% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm trong 6 tháng liên tiếp do lãi suất cao gây áp lực lên lực mua của nền kinh tế toàn cầu. Thông tin kinh tế mới được công bố của Trung Quốc lấn át tác động của việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện từ Ả Rập Xê Út và Nga. Riyadh và Moscow hôm 5 tháng 11 xác nhận rằng họ sẽ duy trì cắt giảm sản lượng ít nhất là đến cuối năm nay. Trước đó, giá dầu đã tăng vọt ngay sau cuộc xung đột giữa Israel và Hamas do lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng trong khu vực Trung Đông, làm gián đoạn nguồn cung dầu. Tới đây, chương trình xin phép được kết thúc. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu thích Việt Times, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.